Để cái phần bia này thì nó nằm dưới đất nha, bổ mới chạy lên nè. Đó, bây giờ lộ cái rõ ràng chữ các bác này. Đây là bên gì nha, Dương Thanh Ngọc, số thì 52/758346, tiểu đoàn 2, trung đoàn 41, tử trận ngày 24/5/74 nè. Số mộ thì 1520 nha. Bổ đẹp ra nha cả nhà, đẹp dày rồi, bữa sau bổ Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại bố đang có mặt tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng hòa tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng hôm nay thời tiết tại thành phố Quy Nhơn thì cũng có mưa rào nha. Trời hơi mù nha cả nhà. Bộ sẽ tiếp tục công việc quay lại những phần bia mộ của các bác các chú. Bộ sẽ quay, bộ sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip ranh giới của người dân nha. Bộ sẽ bắt đầu quay khu này. Khu này bắt đầu bổ quay lên nha. Khu này thì cũng rất là thưa mộ này. Đầu tiên thì phần mộ của bác Binh Nhì nha. Phạm Vinh An nha cả nhà. Sinh năm 1956 nè. Tại ấp Vĩnh Điền, xã An Ninh, quận Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tiểu đội 1, trung đoàn 47, tử trận ngày 26/9/1974 nha. Cha Phạm Văn Bảy lập mộ nha cả nhà. Chú này thì theo đạo Thiên Chúa nè, có thánh giá nha. Tiếp theo thì cũng có một cái mộ của bác mà, nhưng mà nó đứng lẻ loi một mình nha cả nhà. Lẻ loi nè. Đây là phần phần mộ của bác Binh Nhất nè. Ngô Thanh Viền nha. Tử trận ngày 29/9/74 nè. Số mộ thì 1682. Khu này thì nghe nói ngày xưa bà con ở đây canh tác trồng mì trồng sắn lên đây nha. Cho nên phá bỏ rất nhiều cái phần bia của các bác các chú này. Khu này hiện tại thì rất là trống trải nha. Mất dấu những cái phần bia mộ của các bác nha cả nhà. Rất là tội các bác nha. Thấy không? Lễ lôi này, lâu lâu cũng có một cái bia, lâu lâu cũng có một cái bia này. Bộ nghĩ ngày xưa khu đây chắc cũng chôn rất là nhiều tử sĩ nha. Hiện tại giờ thì còn sơ sơ vài cái nấm mộ thôi. Đi thì cũng có một cái phần mộ, nhưng mà trước bên hông mộ thì có một cái lùm cây dúi, nhưng mà cũng được chặt nha. Để bộ quay phần mộ của bác nào nha. Đây là phần mộ của bác Binh Nhi nè. Trần Ngọc Dũng nè. Tức những y nè. Sinh năm 1952 nè. Tại Quảng Ngãi nè. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 47 nè. Tử trận năm ngày 8/9/74 nha. Đây này. Khu này thì những cái ngôi mộ thì cũng lưa thưa thôi. Do người ta phá những cái phần bia nha cả nhà. Đây là phần mộ, một cái phần mộ mà trên mộ thì cũng có rất là nhiều cái lùm cây nè. Đây là phần mộ của bác Binh Nhì nè, Nguyễn Văn Cư, sinh năm 1956 tại xã Cát Minh, quận Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 47, tử trận ngày 7/6/74 nè. Mẹ và chị Phụng lập mộ nè. Mộ này lúc này đi nhận thì có chị và mẹ vô nha cả nhà. Ngôi mộ này thì xây cũng rất là, cũng kiên cố, cũng rất là to nha. Còn đây thì cũng có một cái ngôi mộ, nhưng mà lẻ loi chính giữa cái khu đất trống này. Bên hông phần mộ này bộ nghĩ chắc cũng có rất là nhiều đồng đội của chú nha. Đây là phần mộ của bác Hà Thanh Xuân nè. Số mộ 56/763/186. Tiểu đoàn 2, tên 18 đi nè. Tử trận ngày 30/4/74 nha.
Số mộ thì 1519. Một mình nha cả nhà, mình lấy lôi một mình nè. Tiếp theo thì cũng có một cái phần mộ mà trên mộ cũng có rất nhiều. Đây nó này, đây là có một cái phần mộ nè. Đây đây, bộ bi trước này. Phần mộ này thì cũng đã gãy ngã nha cả nhà nè. Đây. Phép luôn nha, không biết phần mộ, không biết cái ngôi mộ nằm đâu nha cả nhà đây. Đây nào. Bộ leo bộ đẹp là thứ tên bắt tên gì nha. Nhưng mà không biết cái ngôi mộ nằm chỗ nào này. Đi có bộ thấy cái phần bia đó nó nằm tên mà không thấy phần mộ. Bộ đẹp luôn nha. Trương đây chắc Binh Nhì nè, phòng mộ của bác Binh Nhì. Dương Quang Nhật nha cả nhà. Phòng mộ này buổi sau bộ sẽ đến đây bộ sẽ dựng lên nha, cưa lên nằm trên một cái cục đá dỡn luôn. Đó, nằm cục đá khỏi mất dấu nha cả nhà. Nằm luôn nè. Không. Hồi nãy nó nằm dưới đất à. Bộ dựng mới dựng lại. Phần mộ này thì không ai để ý tới nha cả nhà. Bộ dựng lên nha. Mong các bác thông cảm bộ này. Đi phải mua có nước. Đây đỡ ngày mai Dương Thanh Ngập nha cả nhà. Đi chút múc một ca nước nữa đổ lên rồi bộ sẽ quay lại nha. Một chút nữa bổ sẽ quay lại sau. Kiếm nước đổ lên cho nó sạch cái phần bia rồi bổ sẽ quay. Lấy cái phần bia này thì nó nằm dưới đất nha. Bổ mới kệ lên nè. Đó bây giờ lộ cái rõ ràng chữ các bác này. Đây là Binh Nhì nha, Dương Thanh Ngọc. Số thì 52/758-346 tiểu đoàn 2, trung đoàn 41. Tự trọng ngày 24/5/74 nè. Số mộ thì 1520 nha. Bổ đẹp đây nha cả nhà, đẹp dày rồi bữa sau bổ đem một cái cục đá bổ tới bổ đẹp lên luôn. Qua đây nữa nè, đây có một phần mộ nữa. Đây nữa này. Phần mộ này thì cái phần mà ghi tên là không còn nữa nè. Không còn nữa nha cả nhà. Không còn nó gãy cái khúc tên của cái anh. Đây. Tiếp theo thì khu này thì có rất cái phần mộ, nhiều cái phần bia mà nó gãy nha cả nhà. Bà con ở đây cũng lắp lên luôn, cũng không có lộ đỡ phần bia nha. Bộ hết rất là tội cho các bác. Đây một phần nữa nè. Con này nữa nha, tép luôn nè. Không biết cái mộ nằm đâu luôn nha cả nhà. Bia nằm vậy mà không biết cái mộ nằm đâu luôn. Đây là tử sĩ Nguyễn Chơi nè, Nguyễn Chơi. Số quân thì 41/501577771 nè. Tiểu đoàn 207 nè. Không phải 207 gì. Đúng nào, trung đoàn, tiểu đoàn nha không? Đây tiểu đoàn 207 nè. Tử trận ngày 31/5/74 nè. Số mộ thì 1500 mà cái số sâu thì không còn nữa nè. Số sâu nó mất dấu nha cả nhà này. Không còn nữa. Khu này thì rất trống nè. Nghe nói thì khu này ngày xưa thì có một bà bác ở canh tác trồng sắn mì. Bà đập bia hết nha cả nhà. Rất là tội. Bộ thấy rất là tội các bác, đập bia hết luôn. Thấy không, quay ra một dòng thôi. Bia thấy không, khu đây không. Bia lấy đi, đâu có bia nhiều đâu. Rất tội các bác này. Đó, quay lên cái này xong.
phần bia này thì mất dấu rồi, không còn dấu nữa. Còn cái phần bia này thì để bố lọc ra từ dập của tôi. Đây là phần mộ của hạ sĩ Huỳnh Minh Dũng. Tiểu đường này, tiểu đường 42, bộ binh, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1953, tử trận. Tại gẫm trạch gì đây, Tùy Hòa. Cha Huỳnh Minh Xấu này, Huỳnh Xấu này, mẹ Tôn Thị Bang gì đây, khó đẹp quá. Ở khu này thì bố thấy thảm chứ này. Khu này thì những cái phần bia mộ mà nằm sâu dưới lòng đất, ở đây bà con cũng không có quan tâm, cho nên những phần bia mộ nó ngã tùm lum hết. Đây mà khoảng năm hai năm nữa thì khu này bố nghĩ chứ còn không còn dấu nữa đâu. Cho nên bà con mà cứ nghe thông tin bố, thông tin những cái thông tin bố đăng lên thì bà con sớm đến đây nha, tìm kiếm lại những người thân yêu của mình, chứ đỡ lâu thì không được. Tiếp theo thì cũng có hai cái phần mộ, nhưng mà cái phần bia thì đây này, đây thì phần bia thì cũng không còn nữa nha, bia con, nhưng mà cái số ghi trong đó không còn nữa cả nhà. Không còn gì hết. Còn cái phần mộ này thì những cái bia nhưng mà nó chuột được chôn sâu nha, sâu xuống dưới đất này. Đây là phần mộ hạ sĩ này, Đàm Ngọc Lan này, Đàm Ngọc Lan sinh năm Mậu Thân, sinh năm Tân Mão chứ, tại thành Đức Xuân, quận Đông Xuân, tỉnh Phú Yên. Số mộ này thì không có ghi ngày tử ngày đồ gì, nó bị khắc sâu chứ, cho nên bữa không dám đụng tới những cái phần bia này nha cả nhà. Mong cả nhà thông cảm, bữa chỉ đọc rõ tên hạ sĩ Đàm Ngọc Lan, Ngọc Lan nha, Đàm Ngọc Lan. Nếu mà cả nhà có tên hạ sĩ Đàm Ngọc Lan thì đến đây tìm và đào sâu xuống tìm cái thông tin, chứ còn bữa thì bữa không dám đụng tới phần mộ mà của các bác. Trước người mộ của bác Đàm Ngọc Lan thì bữa thấy có một cái con cuốn chiếu rất là to này ha. Ở đây thì không khí rất là ẩm ướt này, những con cuốn chiếu này rất là nhiều nha cả nhà. Không, cả nhà thấy không, con nào cũng nói to bằng những ngón tay út đó nha. Khu này thì cũng rất là nhiều muỗi nữa, muỗi rất là nhiều. Bữa đi quay về bữa phải tha thuốc, cho khoai nó có mấy bữa quay mà nó sưng lên cái tay, nó sưng chịu không nấu luôn á. Muỗi không. Còn cái phần mộ này thì cũng không còn bia nữa nè, không còn bia nữa. Đây thì cũng có một cái phần mộ cũng rất là kiên cố này. Lúc tử trận thì cũng có gia đình đến nhận và xây cái ngôi mộ rất là đẹp nha. Ngôi mộ này thì lâu năm thì cũng chưa có người đụng này. Trước kia thì cũng có người đến thăm nom, nhưng mà bây giờ thì cũng có chai nước này, chai rượu này, thấy không? Bộ nhổ cỏ đó nha. Đây này. Đây là phần mộ bác Binh Nhất này, Đinh Văn Điều này, sinh năm 1937. Tại thôn Nguyên Hội, xã Âm Tín, quận Hội An. Số quân thì 38-301-318, tiểu đoàn 209, biệt động quân. Tử trận ngày 1 tháng 4 năm 1974. Tức là quân lực, tức là ngày 18 tháng 3 âm lịch. Võ Thị Điêu lập mộ. Tiếp theo thì cũng có một cái phần mộ của phần Binh Nhi nè, Nguyễn Binh nè, tử trận ngày 17 tháng 4 năm 1974, tiểu đoàn 264 nè.
Đây thì có ba cái phần mộ trong đây. Phần mộ này thì trước mặt nhà dân luôn nè. Nhưng mà phần mộ này thì cũng hư hại rất nghiêm trọng nha cả nhà. Đây là phần mộ của Châu Anh Tân nè, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1955 nè, tại Tân Ân nè, tiểu đoàn 2 trung đoàn 42 nè, tử trận ngày 28 tháng 7 năm 74 nè. Cái bia này, cái ngôi mộ này xưa thì có cái hình nha, nhưng mà lâu năm thì cái hình nó bong tróc nha cả nhà. Tung sĩ 1. Đây thì có một phần mộ mà nằm ở dưới gốc một gốc xài nè. Gốc xài nha. Đây là phần mộ của hai sĩ Trà Hồng Đô nè. Tử trận đây khó đọc quá. Chữ đây nó bay mèo, nó bạc mèo quá nha. Hạ sĩ Trà Hồng Đô nha. Đây thì cũng có một cái phần mộ rất là kiên cố nha cả nhà. Bia mộ này thì cái phần bia mộ này thì cũng rất là thông tin rất rõ ràng nè. Cố hạ sĩ Trần Si nè, sinh năm 1954 tại Công Thành, trú quán nhà Trần, quận Vĩnh Sương, xã Vĩnh Phước, khốn Hà Ra, khốn Hà Ra, tiểu đoàn 2 trung đoàn 47, tử trần ngày 11 tháng 8 năm 74, chị Trần Thị Lượng lập mộ, số mộ thì 1600 nha. Hà Ra thì hiện đại thì Hà Ra thì thành phố tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Hà Ra thì cũng thuộc thành phố Nha Trang nha. Đây là phần mộ của binh nhất nè, Trà Hồng Đô, tiểu đoàn 2 trung đoàn 43, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1954, tuổi tròn ngày 2 tháng 8 năm 1974. Đây thì cũng có một đống đây này. Đây là cái dấu tích là những cái phần bia mộ bị gãy nha các nhà, không còn bia nữa. Rất là nhiều bia mộ nhưng mà bị ẩn nấp dưới lòng đất đó, không có lộ ra nha. Cho bà con ở đây thường xuyên canh tác và đập phá nha. Đây là phần mộ của bác hạ sĩ Huỳnh Minh Dũng, tiểu đoàn 42, bộ binh, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1953 tại Gâm Trạch, Tuy Hòa, cha Hòn Xấu lập mộ nha. Rất nhiều những phần mộ được bị chôn vùi dưới lòng đất nè, không còn bia nữa nha, không còn bia nhận dạng nữa nha, gãy hết nè. Đây là phần mộ của hạ sĩ Nguyễn Văn Ngập, số quân 69-412-809, đơn vị tiểu đoàn 41, bộ binh, trung đoàn 41 bộ binh, đơn vị là trung đoàn 41 bộ binh, tử trận ngày 26 tháng 1 năm 1974, số mộ thì 1493 nha. Đây là phần mộ của Cason Hao nha, số quân 57-424-417, đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 42, tử trận ngày 3 tháng 1 năm 1974. Trời mưa thì những cái phần mộ này nó đóng rêu rất khó đọc chữ nha cả nhà. Đây là binh nhất nè, Tân Ngưu nè, tiểu đoàn 2 này, trung đoàn 41 nè, tử trận ngày 12 tháng 1 năm 1974 nè. Phần mộ này thì xung quanh mộ thì cũng có rất là nhiều gốc keo bạc hà nè. Những gốc như thế này thì cũng được một chút nữa thì cũng có người khai thác nè. Hiện tại thì đang khai thác ngồi bên kia nha cả nhà. Những tiếng máy cưa thì rất ồn.
đôi khi mà thông tin nó có bị ấy thì đẹp cái tiếng âm thanh nó ồn thì mong cả nhà thông cảm nha. Đây là phòng mộ của binh nhì này, Trần Minh Đức này, số quân thì 815/189 này, đơn vị này tơ tơ này, HL bơ sơ này, tự trần ngày 10, ngày 2/2/1972 này. Đây là cái phần ranh giới của khu nghĩa trang này nha. Hiện tại trong khu đất của bà con thì bà con trồng rất là nhiều cây dừa. Đây, rất là nhiều cây bạc hà. Đây là phần mộ của Trần Quang Thanh, số quân 55/417/934, đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 40, trú trận ngày 21/1/1974 nha. Đây là phần mộ của binh nhì này, Nguyễn Quang Hoàng nè, số quân 75/414/590, đơn vị tiểu đoàn 3 trung đoàn 40, tuổi trần ngày 26/1/1974 nha. Bây giờ thì cũng có một phần cái phần mộ, trên phần mộ thì có một cái cây dúi rất là to nha, này một lùm cây dúi luôn. Đây là phần mộ của bác Minh Nhi này, Đặng Hiếu này, sinh năm 1932 này, tại ấp Tiên Thuận, xã Phùng Thiên, quận Bình Khơ, Ba Đình này, tiểu đoàn 3 trung đoàn 41, tuổi trần ngày 26/1/1974. Vợ Nguyễn Thị Thanh lập mộ nha. Số mộ thì 1489. Còn đây thì cũng có một phần mộ, trên mộ thì cũng rất thảm nha cả nhà. Rất nhiều cây bụi mọc trên mộ này. Đây là phần mộ của bên nhì Ngô Văn Hôi đây. Số quân 74/602/121, đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 40. Trú trận ngày 19/1/1974 nè. Còn đây thì phần mộ thì trên mộ sau cái miếng bia thì có một cái cây gốc ổ gà mối rất là to nha cả nhà. Nguyễn Văn Hôn nè, số quân 60/191/291, đơn vị tiểu đoàn 3 trung đoàn 42, tử trận ngày 6/2/1974 nè. Rất là nhiều phần mộ nha. Bộ sẽ quay, bộ sẽ chia sẻ trong những tập tiếp theo. Bộ sẽ gửi đến cho cả nhà xem. Rất nhiều. Hiện tại thì bên hông cái khu nghĩa trang này thì bà con sinh sống rất là đông nha cả nhà. Nè, ha. Rất là đông luôn ạ. Có lẽ bộ sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bộ chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye cả nhà nha.